Xin chào quý khách. Hôm nay Salon ô tô Hà Nội của chúng tôi lại về một số các chủng loại xe mới tôi cập nhật ở tại Salon cho các bạn nắm biết được các cái thông tin của các chủng loại xe mới về cửa hàng của tôi. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tên tôi là Trịnh Văn Hùng, chủ của Salon ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay cửa hàng của chúng tôi về những cái mẫu xe tôi giới thiệu cho các bạn nắm bắt được để các bạn tiện theo dõi, và các bạn cần những các cái thông tin cụ thể về xe chi tiết hơn hãy gọi cho tôi theo số điện thoại 0968680977 để tôi gửi đầy đủ các cái chi tiết cho các bạn xem. Trước tiên đầu tiên tôi giới thiệu các bạn, đây là một chiếc mẫu xe Camry phiên bản 2.5Q được sản xuất cuối năm 2016. Chiếc xe này đặc biệt là ông chủ đã rất là giữ gìn cẩn thận và đã độ lên cái mặt ca răng theo kiểu dáng của Lexus. Chiếc xe Camry này chủ đi rất là ít và giữ gìn cẩn thận. Phiên bản full option là phiên bản 2.5Q các bạn nhé. Sản xuất ở cuối năm 2016. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 779 triệu. Rất mong các bạn có thể qua cửa hàng của chúng tôi để đi thử chiếc xe trên. Và tiếp theo đây là một chiếc mẫu xe thứ hai, là một chiếc Mẹc C300 phiên bản Plus được sản xuất cuối năm 2013, model của 2014. Phiên bản này là cửa nóc toàn cảnh, vô lăng méo, và ghế là ghế da nỉ, và đai là đai đỏ rồi. Phiên bản này là phiên bản cao nhất của đời 2014, là bản C300 Plus. Chiếc xe này được chủ đi rất là giữ gìn, mới đi có 9 vạn km. Xe thì hiện nay đang chào bán với cái giá là 645 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Rất mong các bạn có thể tìm hiểu chiếc xe trên và hãy qua cửa hàng của chúng tôi để đi thử. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn, đây là một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc, là một chiếc xe Tucson phiên bản xe SUV, phiên bản SUV, và được sản xuất là cuối 2016, bản nhập khẩu các bạn nhé. Chiếc xe này được chủ đã độ lên là rất nhiều, cam 360 độ, rồi cảnh báo làn đường và ghế massage. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 729 triệu. Rất mong các bạn có thể quan tâm với chiếc xe thương hiệu phiên bản SUV và thương hiệu của Hyundai Tucson. Rất mong các bạn hãy nắm bắt thông tin và gửi theo số điện thoại của tôi là 0968680977 để tôi gửi các thông tin chi tiết cụ thể cho các bạn. Và đây là một chiếc xe tôi mới lấy về đây, một chiếc Camry phiên bản là 2.0 được sản xuất vào cuối 2015, model 2016. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 676 triệu tại cửa hàng của tôi. Xe cực đẹp nhá, với màu là màu cát vàng và nội thất là nội thất kem. Rất mong các bạn hãy quan tâm và gửi thông tin cho tôi gửi theo số điện thoại tôi gửi đầy đủ các cái chi tiết cho các bạn xem. Và tiếp theo tôi gửi xin giới thiệu các bạn vào cái mẫu trong đây. Đây là một chiếc xe Cross. Tôi sẽ giới thiệu một vòng những các cái mẫu xe này, không là tôi sẽ cụ thể chi tiết cho các bạn biết thêm một cái video đằng sau nữa, là video thứ hai. Đây là một chiếc xe Cross Toyota được sản xuất cuối năm 2021 phiên bản V. Chiếc xe này là biển tỉnh, tôi đã rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này chủ đi rất giữ gìn và cẩn thận, với cái ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu đỏ. Chiếc xe là rất là giữ gìn và xe thì là cực kỳ là lướt rồi. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 880 triệu. Rất mong các bạn quan tâm hãy alo cho tôi theo số điện thoại 0968680977 để tôi gửi cho các bạn biết thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe Cross phiên bản V. Còn đây là một chiếc Ford Escape được sản xuất vào cuối năm 2012. Chiếc xe này cực kỳ là giữ gìn, chủ đi giữ gìn và cẩn thận, với cái giá hiện nay tôi đang chào bán là 380 triệu. Rất mong các bạn có thể quan tâm chiếc xe này, tôi sẽ gửi đầy đủ các cái thông tin cho các bạn sẽ biết nắm bắt được về chiếc Ford Escape. Và đây là một chiếc xe Kia
Cerato phiên bản SUV và là máy dầu 7 chỗ được sản xuất cuối năm 2014. Chiếc xe này tiêu hao nhiên liệu dầu chỉ 6 lít trên 100 cây với vận tốc ở đường ngoại đô. Chiếc xe này được chủ đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Cam kết với các bạn là thân vỏ và máy vẫn còn zin. Chiếc xe này tôi đang chào bán với cái giá là 625 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Rất mong các bạn có thể quan tâm về cái gian hàng của chúng tôi tại cửa hàng là Salon Ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn hãy theo dõi cái clip 1 này của tôi. Các bạn thấy thông tin hãy chia sẻ giúp cho tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.